Mỗi chiếc Vimco Tenkeyless với hot swap LED RGB, 3 chế độ kết nối, pin 4000 và âm thanh như thế này thì nó xứng đáng bao nhiêu tiền? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Tầm này mà các bạn muốn mua chiếc Vimco có đầy đủ tính năng như mình vừa kể và giá chỉ được phép loanh quanh 1 triệu đồng thì đương nhiên anh em có thể tìm đến các thương hiệu sách tay, ví dụ như là Aula hay Sinmeng. Nhưng mà nếu các bạn muốn tìm hàng chính hãng thì không hề đơn giản. Nhưng mà bây giờ đã có Daewoo đến giải cứu. Đây là chiếc EK87 Pro của Daewoo. Và Daewoo năm vừa qua, như mình nói trong một số video trước, không có mấy sản phẩm tạo nên tiếng vang ngoại trừ con EK75. Và bây giờ EK đã có 87 và con này nó ngon thực sự. Âm thanh nó ấm áp, nổ hay, tính năng nhiều. Thì cụ thể nó có những cái gì? Ở đây là hai cái phiên bản mình có. Nó sử dụng chung tất cả mọi thứ ngoại trừ màu sắc. Các bạn thấy đây là có hai phiên bản và các bạn thể mua tại Anphat PC. Sẽ có link phần mô tả video. Hai màu sắc này các bạn thể lựa chọn và giá sẽ xấp xỉ 1 triệu đồng. Cực kỳ mềm. Đầu tiên hãy nói về phụ kiện và unbox. Vì giá của chiếc bàn phím này đã quá rẻ nên mình cũng không hề đòi hỏi nhiều, mình không hy vọng nhiều ở phụ kiện. Nhưng mà Daewoo vẫn cho chúng ta một số thứ khá là nho. Thứ nhất là các bạn có một sợi cáp USB mở đầu A mở đầu C, thì cáp là cáp basic đương nhiên phải có rồi. Các bạn có một chiếc key puller kiêm switch puller hai đầu và anh em sẽ có thêm một số keycap phải thay thế. Cả hai phiên bản này ở đây, nếu các bạn muốn mix and match, muốn thay đổi keycap thành những cái gọi là màu sắc bạn muốn thì đây có một số keycap để anh em thêm vào. Và đương nhiên các bạn sẽ có giấy tờ sẽ sử dụng. Phụ kiện không nhiều nhưng vẫn khá là chu đáo đến từ Daewoo. Về thiết kế tổng thể bên ngoài thì thực sự là không có gì nhiều để nói, bởi vì nếu các bạn đã từng dùng phím cơ Tenkeyless thì chiếc bàn phím cơ này sẽ có cái layout chẳng khác gì từ cả chục năm nay. Với cái phần phím bên phải spacebar là có 4 phím 1.5U bao gồm Alt, Function, Menu và Control. Phím mũi tên, Print Screen, Scroll Lock, Pause các thứ thì nó đều ở vị trí quen thuộc và nếu các bạn đã dùng Tenkeyless rồi sẽ cảm thấy như ở nhà. Tất cả cái bàn phím này được hoàn thiện từ nhựa và nó rất cứng cáp, không có một gì ọp ẹp cả. Ở dưới đáy sẽ là phít silicon ở 4 góc và chân kickstand 2 nấc. Ở phía trên lệch sang bên phải sẽ là cổng USB-C. Đây là cái điểm duy nhất mình thấy hơi gọi là trái với gu của mình. Mình sẽ thích là một ở bên trái, hai là ở giữa. Nhưng mà là cái con này, cổng USB-C nó nằm ở bên phải. Ở cạnh bên trái các bạn sẽ cần gạt, bật, tắt và cũng đồng thời là chuyển 3 chế độ. Về tổng thể độ hoàn thiện, mình không có gì để chê hết. Cái nhựa nhám làm rất mượt mà và không có 3 viên nhựa thừa, cầm không sắc tay và không có một cái chỗ nào để mình bắt bẻ ở đây cả. Thực sự là hoàn thiện rất tốt trong tầm giá 1 triệu đồng. Và keycap, chúng ta có đây là keycap Profile Cherry với nhựa PVT Double Shot và ký tự làm rất sắc nét và rất đẹp. Nó không bị giống một số cái kiểu gọi là bộ keycap giá rẻ mình mua ở trên Shopee về mình test ấy, thì thi thoảng sẽ bị cái tình trạng là phông chữ nó bị lệch nhau hoặc là chữ to chữ nhỏ. Nhưng mà con này làm khá đều đặn. Nếu mà cùng lắm chê ấy, thì chê một cái nho nhỏ thôi là cái kích thước phông của cụm phím F và cái cụm chức năng nó sẽ nhỏ hơn so với phông chữ của phần phím số và alphabet. Thì đó là một cái duy nhất có thể gọi là bắt lỗi được về cái keycap. Còn đâu về độ hoàn thiện và cái độ dày của keycap thì rất là ok. Tháo keycap lên, hãy cùng mình nhìn bên trong của chiếc bàn phím này. Ở bên dưới chúng ta sẽ có Switch Dream rất nổi tiếng của Daewoo. Thực ra gọi là nổi tiếng, nó không phải nổi tiếng nhưng mà nó đã được rất nhiều người biết đến qua nhiều mẫu bàn phím của Daewoo. Và đây là một con Switch mà mình thấy là rất ngon của Daewoo. Khi mà nó mượt và tiếng nó rất là ấm, nó không bị gọi là trầm quá, tịt quá và nó không bị nổ clacky đứt tai quá. Cái gọi là profile âm thanh của nó khá là thoải mái và dễ nghe đối với nhiều người. Chúng ta sẽ có một plate làm nhựa polycarbonate với xốp EVA nằm giữa bảng mạch và plate. Các bạn có xốp AXP dài trên bảng mạch và cả xốp ở dưới đáy luôn. Con này gọi là full xốp, tiếng rất ấm. Và nếu các bạn nhớ hôm trước mình vừa mới làm một con AU, các bạn chưa xem click trên góc, thì hai chiếc bàn phím này có cái profile âm thanh nó khá là giống nhau. Tức là tiếng nó hơi xốp xốp, nó ấm ấm và trầm trầm, nghe rất là vui tai và nó làm một cái sự thay đổi nhẹ nhàng. Dành cho anh em theo dõi thị trường phím cơ thời gian vừa qua, các bạn đã quá quen và cảm thấy quá là nhàm với kiểu bàn phím mà tiếng nó creamy, nó poppy, nó talky, clacky các thứ rồi. Các bạn muốn tiếng nó kiểu nó mềm mềm xốp xốp một tí. Và như mình mô tả trong video hôm trước là cái âm thanh này nó sẽ khá là giống với những cái bàn phím Switch Topre ngày xưa ấy. Thì tiếng nó khá là xốp xốp, êm êm mềm mềm, thực sự là khá vui tai. Đương nhiên là cái gu này nó sẽ tùy từng người, mà đối với mình thấy tiếng nó khá là thú vị. Các bạn đánh giá qua cái phần sound test full ngay bây giờ nhé.
Và đây là nội tạng bên trong chiếc EK87 Pro này. Ở dưới đáy, tức là phần bottom case, các bạn sẽ có lớp xốp EVA để tiêu âm. Dán ở dưới đáy bảng mạch sẽ làm lớp xốp boron mềm hơn. Và cái bảng mạch như bạn thấy là rất nhiều socket hot swap. Và hot swap này là mạch xuôi nhá, RGB mạch xuôi, rất là ok. Rất nhiều flex cut trên cả plate và bảng mạch. Và đương nhiên, nằm ở trên phần bảo mạch sẽ có lớp xốp AXP nữa. Thì đây là một cái bàn phím khá là full option với gasket silicon nằm ở xung quanh phần plate. Và như mình đã nói trong rất nhiều video khác về bàn phím của DayU là kiểu gasket này của họ thì nó giúp cho âm thanh nó ấm áp và đồng đều hơn, chứ nó không đem lại cảm giác nhún. Nếu các bạn đang tìm một chiếc phím với cảm giác nhún thì con này nó gần như không nhún mấy, vì nó ít diện tích để nhún và gasket này vẫn là tương đối cứng. Nên rằng đây không phải phím để nhún, nhưng mà cái build của nó khá là tốt và đầy đủ tất cả các loại xốp. Và pin như mình nói là pin 4000 mAh và bảo mạch phụ nằm ở dưới phần bottom case luôn. Thì đó là bên trong dành cho các bạn tò mò. Vậy tổng kết lại một chiếc bàn phím như này, đầy đủ tất cả tính năng, hot swap mạch xuôi nhá, đây một hot swap mạch xuôi, led RGB này, pin 4000 khá là ngon này, kết nối 3 chế độ này, hỗ trợ cả Mac OS, cả Windows và các hệ điều hành cả Android này, âm thanh ngon, ấm áp, build tốt mà giá chưa đến 1.1 triệu. Thì đây là một option rất là ngon. Nếu các bạn đang băn khoăn không biết có nên mua một chiếc online Simeon không, các bạn sợ hàng sách tay hay là bảo hành nó gọi là không an tâm, thì bây giờ DayU đã có một chiếc bàn phím với tất cả mọi thứ, với giá gọi là cạnh tranh được với những chiếc bàn phím cơ sách tay đến từ các cái shop nhỏ lẻ trên Shopee. Thì các bạn thấy thế nào với chiếc bàn phím này, bình luận cho mình biết. Và nếu các bạn muốn mua sẽ có link của Ấn Phát PC dưới phần mô tả video. Nhớ like video này và subscribe cho SHTX vì nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ gặp lại các bạn trong nhiều video khác. Peace.